ai là đệ nhất mỹ nhân Tân Cương của màn ảnh Hoa ngữ? Thứ nhất, Tịch Lệ Nhiệt Ba. Tịch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Mỹ nhân này sở hữu vóc dáng đẹp với chiều cao là 1m70 cùng khuôn mặt thanh tú, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn và sống mũi cao. Tịch Lệ Nhiệt Ba từng tham gia phim truyền hình Chế Tạo Mỹ Nhân, Người Tình Kim Cương, Lý Huệ Chân Xinh Đẹp, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Lệ Cơ Truyện. Có thể nói với nhan sắc và tài năng đang sở hữu, Tịch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá là đối thủ xứng tầm của các đàn chị như Đường Yên, Lưu Dược Phi trong cuộc chiến cạnh tranh danh hiệu Mỹ Nhân Cổ Trang. Cô cũng là cái tên luôn được xướng lên tại các lễ trao giải trong năm qua nhờ những thành tích ấn tượng trên màn ảnh. Thứ hai, Tưởng Hân. Tưởng Hân sinh năm 1983 ở Tân Cương, là người dân tộc Hồi. Người đẹp sở hữu nhan sắc đầy đặn và quý phái. Cô được biết đến nhiều nhất với vai Mộc Uyển Thanh trong Thiên Long Bát Bộ. Năm 2011, vai Hoa Phi của cô trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện gây được tiếng vang lớn. Cô từng được tạp chí Nam Đô bình chọn là một trong tứ đại mỹ nhân Bắc Kinh năm 2014. Thứ ba, Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á sinh năm 1984 tại Y Lê trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, cô đã thể hiện niềm yêu thích dành cho diễn xuất và vũ đạo. Nữ diễn viên sở hữu một gương mặt hoàn hảo với đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan cùng hai lúm đồng tiền duyên dáng. Cô cũng được mệnh danh là mỹ nhân không góc chết. Nhiều vai diễn của cô gây được ấn tượng tốt với khán giả cũng như giới chuyên môn như Triệu Phi Yến trong Mẫu Nghi Thiên Hạ, Niên Tố Ngôn trong Cung Tỏa Tâm Ngọc và Trầm Băng trong Chuyện Tình Bắc Kinh. Thứ tư, Cổ Lực Na Chát. Năm 2011, Cổ Lực Na Chát thi đỗ khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhờ vẻ đẹp kiều diễm hòa quyện giữa phương Tây và truyền thống, cô đã được phong là hoa khôi của học viện này khi vừa mới vào trường. Nhiều người còn đặt cho cô biệt danh là Thánh Nữ. Nhan sắc xinh đẹp đã là tấm vé thuận lợi giúp Cổ Lực Na Chát phát triển trên con đường nghệ thuật. Ngay khi mới nhập học, cô đã nhận được lời mời tham gia bộ phim Hiên Viên Kiếm cùng Hồ Ca và Lưu Thi Thi. Từ đó đến nay, mỹ nhân Tân Cương luôn có vai chính trong nhiều tác phẩm lớn như Hiên Viên Kiếm Vân Chi Phàm, Trạch Thiên Ký, Võ Thần Triệu Tử Long. Thứ năm, Mạch Địch Na. Mạch Địch Na sinh năm 1987, dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Năm 2010, cô được chọn vào vai Hàm Hương trong Tân Hoàn Châu Cách Cách và gây chú ý với khán giả. Cô còn tham gia một số bộ phim như Tùy Đường Diễn Nghĩa, Lục Trinh Truyền Kỳ, Cung Tỏa Liên Thành. Nhan sắc và diễn xuất của cô nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía khán giả. Thứ sáu, Nhiệt Y Chát. Nhiệt Y Chát sinh năm 1986, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng cô tham gia diễn xuất khá ít. Trái với những mỹ nhân Tân Cương khác luôn xuất hiện với vẻ dịu dàng, Nhiệt Y Chát lại có một nét đẹp cá tính và phóng khoáng. Năm 2011, bộ phim Chân Hoàn Truyện giúp Nhiệt Y Chát được nhiều người biết đến. Cô thủ vai Ninh Quý Nhân, một thiếu nữ hết lòng và sẵn sàng trả thù cho người mình yêu. Thứ bảy, Đại Tư. Đại Tư tên thật là Mục Khắc Đại Tư Khố Nhĩ Ban, người đẹp sinh năm 1991 và tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Ngoài thông thạo tiếng Duy Ngô Nhĩ và tiếng Trung phổ thông, nữ diễn viên còn thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga. Năm 2014, Đại Tư bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất với vai diễn trong bộ phim Địch Nhân Kiệt Phi Thường. Ngay sau đó là nhiều tác phẩm khác như Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ, Tôi và Hồ Dương Ước Hẹn. Vai diễn đáng nhớ nhất của Đại Tư trên màn ảnh là công chúa dự tộc Yên Chi trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Nhờ vai diễn này mà tên tuổi của người đẹp đã được khán giả nhớ đến. We'll be right back.